Dấu hiệu nhận biết, thủ đoạn của các đối tượng là thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram. Các đối tượng lừa đảo sẽ kết bạn với phụ huynh và mời tham gia ứng tuyển người mẫu nhí cho hãng thời trang. Sau khi nạn nhân cắn câu, các đối tượng lừa đảo sẽ đưa vào một group chat để mời tham gia thử thách. Thử thách cho các phụ huynh khi muốn con mình tham gia vào ứng tuyển người mẫu nhí là chuyển khoản để mua sản phẩm hàng hiệu. Sau đó, cho con em mình làm mẫu chụp ảnh để giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Thông thường ban đầu, chúng trả hoa hồng và tiền làm nhiệm vụ để kích thích phụ huynh tham gia. Nhưng khi số tiền chuyển khoản vào tài khoản tăng cao, chúng xóa tung tích nhằm chiếm đoạt số tiền đã chuyển. Biện pháp phòng tránh: không cung cấp những thông tin cá nhân cho người lạ, người không quen biết trên không gian mạng, không kết bạn, không vào các nhóm Zalo, Facebook, Telegram không quen biết. Đặc biệt cẩn trọng đối với các chương trình tuyển mẫu nhí trên không gian mạng và hạn chế gửi hình ảnh của con nhằm phòng ngừa đối tượng lợi dụng với mục đích xấu. Trường hợp cần thiết để tham gia tuyển mẫu nhí, phụ huynh nên đề nghị được gặp mặt trực tiếp để phòng tránh các chiêu trò lừa đảo qua mạng. Đặc biệt không làm việc với nhà tuyển dụng nào mà yêu cầu ứng viên phải chuyển tiền, nộp tiền trước. Nên kiểm tra tác giả, đọc kỹ nội dung để xác định thông tin thật hay giả. Tin tức giả thường sẽ bị lỗi chính tả hoặc là có bố cục lộn xộn. Các hình ảnh, video trong tin giả thường bị chỉnh sửa, cắt ghép, thay đổi nội dung. Ngày tháng của sự kiện thường bị thay đổi. Các tài khoản đăng tải thông tin nếu là tài khoản ảo, thông tin liên hệ không rõ ràng, không xác định được định danh thì khả năng cao đều lập ra với mục đích lừa đảo. Chỉ thực hiện giao dịch chuyển tiền khi xác định chắc chắn định danh của người mình trao đổi và tuyệt đối không click vào những đường link lạ.